Xin chào các bạn, hôm nay Sống Tình Yêu sẽ cùng đến với các bạn trong một cái chủ đề mang tên gọi là Đàn ông nói dối khi nào. Có lẽ rất là nhiều người đàn bà, dù là người thứ ba hay là người vợ, đều rất là khó chịu khi mà phải chứng kiến người đàn ông đang nói dối mình, đặc biệt trong vấn đề tình cảm. Ví dụ như là một cái cô gái nào đó là người thứ ba mà yêu một người đàn ông có vợ, rồi bất chợt thấy người đàn ông đó có những cái hành động, có những cái thái độ đáng nghi, cái lời nói mâu thuẫn khiến cho họ phát sinh cái sự nghi ngờ. Họ nghĩ rằng người đàn ông này đang có một ai đó khác họ, tức là họ không phải là người thứ ba duy nhất. Cái mối hiểm nghi đó nổi dậy trong lòng người đàn bà và họ bắt đầu có những cái sự chú ý đặc biệt đến cái đối tượng là người đàn ông đang quen cùng với họ. Vậy thì trong tình huống tại sao người đàn ông đó lại nói dối bạn? Thì trong cái vấn đề này tôi sẽ chia sẻ cho bạn 6 cái điểm như sau. Người đàn ông nói dối bạn vì cái điều đầu tiên chính yếu nhất và trên quả đất này ai cũng biết, đó chính là người đàn ông nói dối bởi vì họ chưa muốn nói thật với bạn. Có thể cái thời điểm mà anh ta nói thật với bạn sẽ vào một lúc khác, nhưng không phải là lúc này. Bây giờ không phải là cái thời điểm thuận lợi, đây không phải là cái điểm đúng lúc mà anh ta nói cùng với bạn. Chính vì vậy mà anh ta chưa muốn nói thật với bạn. Anh ta không nói thật với bạn thì đương nhiên anh ta sẽ lấy một cái lý do nào đó khéo léo hơn, hoặc là dùng những cái lời rất là mơ mơ hồ hồ để mà diễn đạt những điều anh ta muốn truyền đạt với bạn. Tuy nhiên nó vẫn không phải là sự thật. Cái điều bạn muốn nghe, muốn biết, nó là sự thật kìa. Thế nên là anh ta cứ ở trong cái trạng thái mập mập mờ mờ, anh ta nói nó không có rõ ràng, anh ta không diễn đạt được ý của mình. Anh ta sẽ nói những cái câu như là anh chưa biết nói với em ra sao, cho anh thêm thời gian, khi nào anh cảm thấy thuận tiện sẽ nói với em về điều này. Những cái câu nói như vậy gần như là chặn lại cái đường mà bạn muốn biết xem anh ta đang gặp vấn đề gì, anh ta tại sao lại không nói thật với bạn, tại sao anh ta không chia sẻ với bạn. Và đây sẽ là một cái điểm mà khiến cho bạn càng tăng thêm cái sự tò mò và muốn biết anh ta tại sao lại nói dối. Cái lý do thứ hai mà người đàn ông chưa nói thật với bạn và có thể anh ta rơi vào cái tình trạng nói dối, nói không đúng, thì vì sao? Vì anh ta chưa quyết định cái sự việc được rõ ràng. Anh ta chưa có thể biết là mình sẽ chọn ai, làm như thế nào, và anh ta chưa định hướng được những cái sự việc diễn tiến ra trong tương lai, hoặc hiện tại anh ta cũng rối và anh ta cũng không biết là làm như thế nào nữa. Anh ta đang bị mắc kẹt, anh ta đang bị vướng, tâm lý của anh ta đang bị hỗn loạn. Ba hồi thì anh ta nghĩ như thế này, ba hồi anh ta nghĩ như thế kia, mà cái hành động mà nói tới nói lui thì không hay. Chính vì vậy anh ta không biết làm sao để mà xử lý trong cái tình trạng bạn hỏi dồn, bạn thúc đẩy, hoặc bạn muốn người đàn ông đó phải nhanh chóng đưa ra một cái quyết định nào đó. Mà khi anh ta chưa quyết định được thì anh ta lại không thể nói thật với bạn được. Cái lý do thứ ba mà tại sao người đàn ông nói lời không chân thật, tức là nói dối hoặc là nói không có đúng, vì sao? Vì anh ta không muốn bạn đau khổ. Có thể những cái lời mà anh ta nói cho bạn nghe là những cái lời bạn không muốn nghe. Cái lời anh ta nói cho bạn nghe là cái lời nói mang cái tính sát thương, làm cho bạn cảm thấy đau lòng, làm cho mối quan hệ của bạn và người đàn ông đó trở nên rối ren. Bạn biết được sự thật, bạn không vui hơn. Bạn biết được sự thật, bạn sẽ đau khổ hơn. Bạn biết được sự thật, bạn sẽ buồn chán hơn. Bạn biết được sự thật, bạn sẽ suy sụp. Chính vì vậy mà anh ta không muốn đau khổ, đồng nghĩa với việc anh ta đang muốn bảo vệ bạn, làm cho bạn không bị tổn thương bởi vì những cái lời nói mang cái tính sự thật mà lại làm tổn thương đến bạn. Một mặt nào đó, cái lời nói dối vẫn có cái hàm ý tích cực trong cái chuyện mà anh ta muốn làm cho bạn không có bị tổn thương về những cái sự thật mà bạn không nên biết. Cái lý do thứ tư mà người đàn ông nói dối là gì? Là người đàn ông muốn che giấu những cái tội, những cái lỗi. Tội ở đây là nặng rồi. Lỗi ở đây chỉ là cái sự sơ ý, hoặc là cái sự không cố ý, vô tình mà gây lên những cái lỗi như vậy. Tùy theo cái mức độ mà anh ta che giấu thì anh ta sẽ không muốn nói thật cho bạn nghe. Ít ra vào thời điểm mà anh ta chưa biết nói như thế nào thì anh ta sẽ nói dối, hoặc là anh ta sẽ
ngần ngừ, anh ta ngập ngừng, anh ta không muốn nói rõ. Đó, trong cái tình huống như thế đều khiến cho bạn hoài nghi, khiến cho bạn bất an, khiến cho bạn tò mò và càng làm cho bạn muốn biết rõ hơn vì sao anh ta lại không nói, tại sao anh ta không nói bây giờ, anh ta tại sao lại che giấu, anh ta tại sao lại không có rõ ràng. Đây là phía người nghe là bạn sẽ rất quan tâm, còn phía anh ta thì rõ ràng là bản thân anh ta nói ra cũng ngại, bởi vì đó là lỗi của mình, đó là tội của mình. Vạch áo cho người xăm lưng là một cái biểu hiện không ai muốn làm, kể cả bạn, đúng không? Vậy thì phải hiểu cho anh ta là cái việc anh ta che giấu cũng là làm cho anh ta đỡ mất mặt trước bạn, làm cho bạn đỡ xem thường anh ta. Che giấu có nghĩa là muốn làm cho mình ít tội đi, nhẹ tội đi, và muốn người khác thông cảm cho những cái sai của bản thân anh ta trong cái thời điểm mà anh ta đã lỡ làm những cái điều đó rồi. Cố tình hay vô ý thì cũng đã là một cái lỗi. Mà cái lỗi đó là cái lỗi anh ta không muốn nói. Khi mà không muốn nói thì đương nhiên anh ta che giấu. Mà khi che giấu là cái điều mà bạn càng hoài nghi. Thế nên đó là một cái lý do khiến cho người đàn ông không muốn nói thật. Vì sao mà người đàn ông lại nói dối? Khi mà anh ta không muốn bạn can thiệp vào những cái chuyện mà anh ta có thể tự giải quyết được. Người đàn ông vốn dĩ tự tin trong mọi vấn đề, anh ta có thể làm được, quyết được, suy nghĩ được, giải quyết được. Thì cái chuyện mà bạn biết, bạn can thiệp, bạn đóng góp ý kiến, mà khi anh ta không cần một lời khuyên từ bạn, mà bạn lại cứ muốn info, bạn cứ muốn can thiệp, bạn cứ muốn biết, bạn cứ muốn bạn có cái sự đóng góp trong cái việc mà họ giải quyết, là cái điều mà người đàn ông có nhiều người không chọn cái cách chia sẻ với bạn. Để chi? Để anh ta chủ động giải quyết theo cái hướng mà anh ta nghĩ đó là cái sự êm đẹp nhất khi mà anh ta chọn lựa kết thúc hoặc là tiến hành tiếp tục. Anh ta không muốn cái quyết định của anh ta có cái sự tác động của bạn. Chính vì vậy anh ta không muốn bạn can thiệp vào những cái chuyện riêng, cái chuyện mà bạn không có nên can thiệp. Bởi vì nhiều khi cái sự can thiệp của bạn nó làm cho sự việc đó rối, nó làm cho sự việc đó trở nên lan rộng về cái tính không hay của nó. Tức là có bạn tham gia vào chuyện đó, nó không làm cho cái sự việc đó tốt đẹp hơn. Anh ta chỉ muốn bạn im lặng, chờ đợi. Đến khi nào mà anh ta làm xong, anh ta giải quyết xong, anh ta sẽ báo cho bạn biết. Thì lúc đó anh ta sẽ tự động nói thật cho bạn biết. Thay vì bây giờ bạn cứ dồn ép, bạn cứ hỏi, hỏi tới, hỏi tới, hỏi tới, khiến cho anh ta không muốn nói thật. Thì khi anh ta không muốn nói thật, đương nhiên anh ta sẽ chọn cách nói dối. Và đây sẽ là cái lý do anh ta sẽ chẳng muốn nói thật với bạn. Một cái lý do thứ sáu, vì sao mà người đàn ông không nói thật, không chia sẻ rõ ràng những cái vấn đề của họ cho bạn? Bởi vì sao? Anh ta cần thời gian, anh ta cần không gian, anh ta cần suy nghĩ, anh ta cần có cái sự tĩnh lặng để biết mình đang làm gì, đang muốn gì và đang cần gì và sẽ giải quyết như thế nào. Nếu bạn là một người phụ nữ nóng nảy, bạn là người phụ nữ có cái tôi quá lớn, bạn có cái tính kiểm soát, bạn luôn luôn muốn người đàn ông làm theo ý của bạn, bạn ra lệnh, bạn chỉ thị, anh phải nói ngay cho em nghe, anh phải cho em biết liền anh đang gặp vấn đề gì, anh bị sao vậy, tại sao không nói, có gì đâu mà không nói, có chuyện gì để anh không nói được với em. Những cái câu thúc ép, những cái câu hỏi dồn dập như vậy khiến cho người đàn ông cảm thấy rất là bí bách, cảm thấy bản thân anh ta đã mắc phải những vấn đề vướng mắc về tâm lý rồi, không được cái sự chia sẻ từ bạn mà bạn lại còn dồn ép anh ta hơn, khiến cho anh ta rất bực. Có thể là cái điều đó làm cho anh ta nhận thấy bạn không phải là người biết lắng nghe, bạn không có tôn trọng cái ý kiến của anh ta, bạn không có để cho anh ta nghỉ ngơi, anh ta cần có cái sự thư thái để mà thông thoáng trong cái vấn đề nhận định cũng như là giải quyết những cái việc riêng tư của anh ta. Có những chuyện người đàn ông không nói với bạn lại là những cái điều mà tốt đẹp với bạn á. Có những điều người đàn ông không nói thật với bạn là mang lại cho bạn những cái phút giây yên bình. Thế nên là trong cái thời điểm mà người đàn ông chưa sẵn sàng nói thì bạn cũng không nên thúc ép, hoặc là bạn cũng không nên sẵn sàng để mà đón nhận nó mà cố nghe. Các bạn hiểu không? Bạn không nên cố ép người khác để nghe những cái chuyện không đáng nghe vào cái thời điểm không đúng lúc. Tôi nhấn mạnh với các bạn như vậy nhé. Đó mới là cái người phụ nữ khôn, người phụ nữ hiểu người đàn ông và người phụ nữ biết nắm bắt tâm lý của người đàn ông.
chứ không phải chuyện gì bạn cũng muốn biết, chuyện gì bạn cũng muốn nghe, chuyện gì bạn cũng muốn hiểu. Bạn sẽ là một người đàn bà thông minh và có thể thấu hiểu người bạn tình của mình đâu. Đây là những cái vấn đề mà tôi chia sẻ cùng với bạn. Tại sao mà người đàn ông lại muốn nói dối bạn? Tại vì vào thời điểm này, vào lúc này, anh ta chưa muốn nói thật. Và một hàm ý xấu hơn nữa trong cái việc người đàn ông nói dối, người đàn ông mập mờ, người đàn ông có những hành tung bất chính, người đàn ông có cảm giác bất an với bạn, thì hãy xem đó là người đàn ông đang sử dụng những cái lời bao biện dối trá để mà lừa gạt bạn. Hãy dùng những kiến thức, kỹ năng bảo vệ mình để mà cho bạn cái sự an toàn nhất có thể bạn nhé. Nếu bạn cảm thấy bất an về một mối quan hệ nào đó, hãy tư vấn hoặc là hãy tìm những người có kiến thức, những người có cách nghe, cái tâm trong việc mà lắng nghe câu chuyện của bạn. Người mà đặt những cái câu hỏi khiến cho bạn thức tỉnh, những người mà giúp cho bạn hiểu rõ, hiểu sáng, hiểu cặn kẽ vấn đề, thì bạn nên chia sẻ cùng với họ để mà họ đánh thức bạn hoặc là giúp bạn nhận ra là người đàn ông này không an toàn khi mà anh ta đã sử dụng những cái cách thức nói dối để mà lừa gạt bạn. Đây là những cái phần mà tôi chia sẻ cùng với các bạn trong những cái tình huống người đàn ông nói dối, thì bao gồm những cái vấn đề như vậy xảy ra. Rất hy vọng là các bạn cũng cần phải tập trung vào cái đối tượng bạn tình của mình, bạn đời của mình, để mà biết được tại sao người đàn ông nói dối bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ của tôi.